Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một thủ thuật nữa trên điện thoại Android, đó là hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi bạn chưa truy cập về ứng dụng cửa hàng Google Play. Thì bạn đang gặp tình trạng lỗi là tài khoản Google này chưa liên kết với thiết bị nào, vui lòng truy cập ứng dụng cửa hàng Play trên thiết bị của bạn trước khi cài đặt ứng dụng. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục lỗi nha. Thì nguyên nhân thì có thể kể đến một số nguyên nhân như là do các bạn chưa liên kết tài khoản Google, hoặc là bạn sử dụng trên hệ điều hành không tương thích, hoặc là bạn do các bạn liên kết với tài khoản Google không phù hợp nên các bạn sẽ gặp tình trạng lỗi là bạn chưa truy cập về ứng dụng cửa hàng GH Play. Thì cách khắc phục đầu tiên là các bạn hãy liên kết tài khoản Google với ứng dụng GH Play nha. Thì để mà có thể liên kết tài khoản Google với ứng dụng GH Play thì các bạn hãy mở cái ứng dụng GH Play lên. Tiếp theo các bạn nhấn vào ảnh hồ sơ ở phía trên góc phải màn hình điện thoại đó, các bạn nhấn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn tài khoản mà bạn muốn liên kết với CH Play bằng cách là nhấp vào biểu tượng mũi tên chỉ xuống và chọn vào tài khoản các bạn muốn liên kết. Ví dụ như mình sẽ chọn vào cái mũi tên sổ xuống đó. Sau đó nếu về tài khoản mới các bạn chưa liên kết với bất kỳ tài khoản nào thì các bạn hãy nhấn vào thêm một tài khoản hoặc là đăng nhập tài khoản. Còn nếu các bạn muốn thêm một tài khoản khác thì các bạn hãy nhấn vào thêm một tài khoản khác để tiến hành đăng nhập vào tài khoản CH Play nha. Cách thứ hai là các bạn hãy xóa dữ liệu CH Play đi. Thì để mà xóa dữ liệu CH Play thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy vào phần cài đặt trên máy. Tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và các bạn hãy nhấn vào phần ứng dụng nha. Hoặc trên các thiết bị Android khác thì nó có phần là quản lý ứng dụng thì các bạn hãy click vào. Tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và chọn đến phần là cửa hàng Google Play. Thì các bạn hãy chọn vào cửa hàng Google Play nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào bộ lưu trữ. Trong phần bộ lưu trữ này các bạn hãy nhấn vào xóa dữ liệu. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào OK. Sau khi xóa dữ liệu rồi, các bạn hãy tiến hành khởi động lại điện thoại và kiểm tra xem đã khắc phục được lỗi này hay chưa nha. Nếu bạn chưa khắc phục được lỗi thì các bạn hãy tiến hành đăng nhập lại tài khoản Google của mình nha. Thì để mà đăng nhập lại tài khoản Google thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở cài đặt trên điện thoại lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào tài khoản và đồng bộ hóa nha. Lướt xuống và chọn vào phần tài khoản và đồng bộ hóa. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào phần Google. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào ba dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình điện thoại đó, các bạn chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào xóa tài khoản. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào gỡ bỏ. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào OK. Rồi các bạn hãy tiến hành nhập mật khẩu của màn hình điện thoại của bạn nha. Thì tiếp theo khi các bạn đã đăng xuất tài khoản Google rồi thì các bạn hãy nhấn vào thêm tài khoản nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào Google. Thì các bạn click vào Google. Rồi các bạn hãy nhập mật khẩu của máy. Nhấn vào OK. Tiếp theo các bạn hãy tiến hành đăng nhập tài khoản Google của mình để liên kết với tài khoản Tiếp theo các bạn hãy đăng nhập tài khoản Google của mình để liên kết với tài khoản CH Play nha. Các bạn nhấn vào tôi đồng ý. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào chấp nhận. Rồi sau khi các bạn đã đăng nhập tài khoản Google lại trên máy điện thoại của bạn rồi thì các bạn hãy kiểm tra xem đã truy cập vào được cửa hàng Google Play chưa nha. Bên cạnh đó thì cửa hàng CH Play chỉ được sử dụng trên các dòng điện thoại Android, vì vậy bạn không thể cài đặt ứng dụng từ cửa hàng Google Play trên thiết bị không sử dụng hệ điều hành Android nha. Thay vào đó thì các bạn hãy thử truy cập cửa hàng ứng dụng được đề xuất trên thiết bị của bạn. Ví dụ như khi các bạn sử dụng hệ điều hành
iOS thì khi các bạn tải các ứng dụng thì các bạn hãy truy cập vào App Store. Ngoài ra các bạn hãy sử dụng tài khoản phù hợp. Thì nếu bạn đang sử dụng tài khoản Google dành cho cơ quan hoặc trường học thì bạn không thể cài đặt được ứng dụng Google Play trên thiết bị máy của mình bằng máy tính. Do đó các bạn nên sử dụng tài khoản cá nhân để truy cập vào cửa hàng Google Play nha. Thì như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cách khắc phục lỗi bạn chưa truy cập vào ứng dụng cửa hàng Google Play. Thì nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới. Mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.